Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Theo4VN. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Zabbix Agent, cũng như cách tương tác giữa Zabbix Agent và Zabbix Server. Zabbix Agent là một công cụ hoạt động dưới dạng service do Zabbix phát triển cho mọi hệ điều hành phổ biến hiện nay, đóng vai trò giống như là một gateway data center. Khi được cài đặt lên hệ điều hành, thì Zabbix Agent sẽ thu thập các số liệu từ mọi lớp layer trên mô hình OSI, sau đó tập hợp lại và gửi về Zabbix Server để tiến hành phân tích. Zabbix Agent tồn tại song song hai mode là mode active và mode passive. Hai mode này khác nhau về cách vận hành. Ở normal mode, tức là mode passive, Zabbix Server sẽ định kỳ gửi request chứa các thông tin cần thiết phục vụ quá trình giám sát đến cho Zabbix Agent. Sau khi nhận được thông tin này, thì Zabbix Agent sẽ respond lại các thông tin như yêu cầu. Còn đối với Active Mode, Zabbix Agent sẽ chủ động request về server để xem là cần check những thông tin gì, sau đó lấy những thông tin respond từ server chắt lọc data đã thu thập được trước đó và gửi lại cho Zabbix Server. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix Agent trên hai hệ điều hành phổ biến nhất là Linux và Windows. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một server Linux. Server này là server Asterisk để cài đặt Zabbix Agent lên đây. Để cài đặt Zabbix Agent thì ta cần truy cập vào repo của Zabbix, là kho dữ liệu của Zabbix chứa các sụt cần download, và để biết chính xác mình cần download những gì để cài đặt thì đầu tiên ta cần phải check xem version của hệ điều hành của chúng ta. Ta sẽ dùng cat etc CentOS release. Thì hiện tại hệ điều hành của mình đang có là Red Hat 7.8. Rồi, ta sẽ chọn cái phiên bản Zabbix Server mà chúng ta có. Thì hiện tại Zabbix Server của mình là 5.0. Phiên bản hệ điều hành Zabbix Agent của mình là Red Hat version 7. Red Hat 7. Và mình sẽ chọn phiên bản Zabbix Agent 5.0. Ta sẽ copy link location. Ta sẽ dùng để cài đặt nhanh, ta sẽ dùng lệnh zoom install và install luôn cái link vừa copy bên khi nãy. Install it. Zabbix Agent đã được cài đặt thành công. Rồi, sau khi cài đặt thành công Zabbix Agent, chúng ta cần phải thiết lập ban đầu trước khi mà start service lên. Thì để cấu hình ban đầu cho service, ta vào vetc Zabbix Agent config. Tại đây chúng ta sẽ tìm hai tham số là server và server active. Tham số server là để trỏ về Zabbix Server với mode normal là mode passive. Thì Zabbix Server của mình là 10, có IP là 10.250.0.6. Mình đã chuẩn bị một Zabbix Server sẵn. Và tiếp đến là mình sẽ thiết lập luôn cái phần agent active. Thường là khi mà config ở Zabbix Agent, ta cứ config cả mode active và mode passive. Và khi nào cần á, khi cần sử dụng mode nào thì chúng ta sẽ chủ động trên Zabbix Server, không cần phải xuống dưới agent để config nữa. Ta sẽ start ứng dụng System Control Start Zabbix Agent, kiểm tra status sau khi start running.
Ok. Ta sẽ cho phép ứng dụng khởi động cùng với hệ điều hành. Mỗi khi hệ điều hành khởi động là ứng dụng cũng sẽ được tự động start theo, không cần phải start thủ công. Kiểm tra tiến trình của service đang chạy trên Linux, ta dùng lệnh ps. Tại đây ta có thể thấy được JBit server, JBit agent của chúng ta đang chạy bao nhiêu CPU, bao nhiêu memory, PID bao nhiêu, dưới quyền user nào. Và để check port mà JBit agent đang sử dụng, ta dùng netstat-ntgob. Dạ, JBit agent đang sử dụng port 10050. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần cài đặt JBit Agent trên hệ điều hành Linux. Chúng ta có thể làm tương tự với các hệ điều hành khác của phân phối Linux như Debian, Ubuntu, v.v. Tiếp đến chúng ta sẽ cài đặt JBit Agent trên Windows Server. Windows Server, tất cả mọi hệ điều hành của Windows từ phiên bản 20, từ Windows XP trở lên. Với Windows thì ta vào trang chủ download của JBit, chọn distribution mà chúng ta muốn. Tương tự với Linux chúng ta có thể làm ở đây, nhưng mà thay vì chọn ở đây ta sẽ phải download thuộc về và upload vào server. Thì khi nãy chúng ta truy cập thẳng vào cái thư viện chứa thuộc luôn cho nhanh. Ở đây thì mình chọn Windows x64 bit, phiên bản đóng gói là MSI, và mình có sẵn một server Fingerprint. Mình sẽ cài đặt JBit Agent lên server đó. Đây là Fingerprint server của mình. Thì đóng gói dưới dạng MSI thì các bạn cũng biết rồi, cũng chỉ có vài thao tác cơ bản để install thôi. License next. Tại đây chúng ta sẽ điền hostname của cái máy chủ này là Fingerprint server. JBit agent, JBit server IP, tức là mode normal đó. Passive mode. Port default là 10050. Và dưới đây cũng là mode active install. Finish. Sau khi cài đặt xong, ta sẽ kiểm tra ở service.msc, tìm service JBit agent. Đây, service đang running và auto start. Để check detail hơn, ta sẽ mở kiểm tra trong Task Manager Management. Đây, JBit Server, JBit Agent đang running. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần cài đặt JBit Agent trên hệ điều hành Windows. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập hosting trên JBit Server. Thì mục đích của việc cài đặt hosting này là để JBit Server có thể phân tích được các dữ liệu mà JBit Agent gửi về. Ở đây mình đã tạo sẵn một cái MCC sử dụng template là OS Windows by JBit Agent, khai báo IP và port.
Sau khi hoàn thành, cái tích màu xanh ZBX đã hiện xanh lên, tức là đã thông quá trình bắt tay giữa ZBX Agent và Receiver. Và đây là những dữ liệu thu thập được từ ZBX Agent gửi đến ZBX Server và đã được chắt lọc thông tin và phân tích. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tìm hiểu về ZBX Agent cũng như cách hoạt động của nó trên hai các hệ điều hành phổ biến nhất hiện tại. Cảm ơn các bạn.